Thưa quý vị, thời gian qua, các cấp, các ngành, các tổ chức công đoàn trong tỉnh luôn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người sử dụng lao động đóng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, không chỉ góp phần bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, giúp họ an tâm tham gia phát triển sản xuất, mà còn góp phần ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, đóng góp cho tăng trưởng xã hội. Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu hiện có trên 100 lao động đang làm việc. Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phát huy hết khả năng, sự sáng tạo của mình trong quá trình tham gia lao động sản xuất tại đơn vị. Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ, thực hiện đầy đủ các chế độ về bảo hộ lao động cho người lao động. Qua đó tạo sự phấn khởi, an tâm làm việc của người lao động, góp phần nâng cao năng suất sản xuất của đơn vị. Ban lãnh đạo công ty cùng ban chấp hành công đoàn luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, như tổ chức tặng quà, tham quan học hỏi cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, trang bị đồng phục bảo hộ lao động cho người lao động. Ngoài ra thì thăm hỏi kịp thời khi mà người lao động bị ốm đau hoạn nạn. Công ty thì luôn luôn lúc nào cũng quan tâm tới cái đời sống của anh em, cũng như là cũng vừa qua có cái dịch Covid-19 đó, thì hỏi công ty là ví dụ những người nào có bị nhiễm bệnh đâu này kia thì công ty hỗ trợ 5 triệu đồng, đồng thời là hỗ trợ đường sữa, gạo đồ cho công nhân, cho nên là anh em người ta rất là an tâm công tác. Các tổ chức công đoàn trong tỉnh đã không ngừng phối hợp với người sử dụng lao động, tăng cường tuyên truyền về các chế độ chính sách của luật an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, công nhân, người lao động, trong đó chú trọng công tác ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp chủ động. Thường xuyên thực hiện quan trắc môi trường lao động, đảm bảo đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cá nhân và gia đình người lao động. Công ty đã quan tâm là chăm lo bảo hộ về cái thiết bị dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động là đầy đủ, chi cái tiền lễ Tết để cho người lao động được về quê ăn Tết. Rồi đó là hỗ trợ cho người lao động khi có ma chay, gia đình có ma chay hiếu hỷ, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động hàng năm và để tìm ra các cái sớm tìm ra các cái bệnh nghề nghiệp, mình thấy là cái đời sống anh em được cải thiện. Với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023, hướng tới mục tiêu thúc đẩy các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội, người sử dụng lao động và người lao động thực thi nghiêm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động, đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Liên ngành để chúng ta thực hiện các kế hoạch giám sát, kiểm tra, thực hiện về luật an toàn lao động cho các cơ sở đóng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu chúng ta. Tháng 5 là tháng an toàn vệ sinh lao động, thì liên ngành sẽ tổ chức đi giám sát một số các doanh nghiệp để thực hiện về cái luật an toàn vệ sinh lao động và thực hành một số cái biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp trên toàn tỉnh. Việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động đã và đang được các cấp, các ngành, doanh nghiệp quan tâm thực hiện, qua đó phát huy sự sáng tạo, cống hiến của công nhân, người lao động trong sản xuất, đóng góp cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.